cho bạn mượn tiền nhưng khi đòi thì không trả, kèm với lời lẽ đầy khiêu khích của những người đã từng là đồng hương, đã khiến cho một thanh niên quê tại tỉnh Bình Định ức chế, đâm bạn, chiếm đoạt tài sản ngay giữa phố. Và sau gần 5 ngày vào cuộc truy xét, đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng này ngay tại quê nhà, di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ điều tra làm rõ. Sự việc xảy ra là mang tính chất rất là nghiêm trọng, bởi đối tượng ngoại tỉnh, là những đối tượng rất là manh động. Ở đây là Đà Nẵng là một thành phố yên bình, nên là cái vụ việc xảy ra khiến cho chúng tôi phải đặt quyết tâm cao nhất là phải tìm ra được đối tượng. Vụ việc được xác định xảy ra ngay giao lộ Văn Thế Dũng, Nguyễn Xuân Lâm, và đối tượng gây án đã đâm vào bị hại và lấy xe máy đi ngay sau đó. Chuyên án truy sát được công an quận Cẩm Lệ khẩn trương triển khai. Rất nhanh chóng, một tổ trinh sát được cắt cử theo dấu đối tượng vào tận Bình Định. Lần tìm tung tích thủ phạm ở một địa bàn xa lạ là thách thức rất lớn đặt ra lúc này. Đối tượng đã có chủ ý và đã quyết tâm trốn chạy và thay đổi nơi ở, thay đổi danh tính, không liên lạc với người thân cũng như là mối quan hệ xã hội. Cho nên là việc tổ công tác ở lâu vì để xác minh cũng như là theo dấu đối tượng, thì đến ngày thứ năm thì đối tượng cũng đã lộ diện, và qua công tác nghiệp vụ thì cũng đã tiến hành xác định đúng đối tượng cần tìm và tiến hành bắt giữ một cách an toàn. Sau gần 5 ngày kiên trì theo dõi, vào ngày 11 tháng 3, đối tượng Nguyễn Văn Hậu bị các trinh sát ập vào bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một công trình tại Bình Định. Di lý Hậu về Đà Nẵng, đối tượng vẫn chưa tin các trinh sát lần ra nơi ẩn nấp của mình. Qua làm việc, Hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với bị hại Huỳnh Thanh Tín và Mai Quốc Thắng. Sáng đi làm á, tôi có nói Tín là nợ tiền rồi bạn nên trả cho tôi. Tín nói tiền bạc mà mày làm gì mà mày nói gấp vậy? Tao nợ tao trẻ. Vì em mới nói là nợ trẻ nhưng mà chừng nào cho hai năm rồi, bạn bè nó có giới hạn. Nó nói giọng tanh khích đố tôi. Rồi tôi mới thấy thánh hùa thiêu nó, nói tức nó. Đó, rồi tôi mới tức quá, tôi mới bỏ gì rồi. Xong rồi tôi mới ra chợ, tôi mua một dao. Tôi canh nó gì rồi, xong rồi tôi đi theo rồi tôi xả nó luôn. Từ chỗ là bạn bè, đồng hương thân thiết, nhưng vì những mâu thuẫn không đáng có trong sinh hoạt hàng ngày đã dẫn đến những hành vi nông nổi và hậu quả khôn lường. Đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh về việc ứng xử và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống trong xã hội.